Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vừa tìm thấy một thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Giao Trang 3 Thừa Thiên Huế. Hiện thì việc tìm kiếm vẫn đang được lực lượng cứu nạn quân khu 4 tiếp tục. Dự kiến vào chiều nay thì lực lượng cứu nạn sẽ thông tuyến đường bộ vào thủy điện Giao Trang 3. Trước đó vào ngày hôm qua thì đã có kết quả xét nghiệm ADN nạn nhân thứ hai tìm thấy tại thủy điện Giao Trang 3 là anh Đặng Hữu Phong ở Do An, Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Lúc này thì bão số 8 đang ở giai đoạn mạnh nhất và trong sáng nay thì gần như là ít dịch chuyển. Vị trí tâm bão lúc 7 giờ ở cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc, cường độ bão giật cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo 24 giờ tới thì bão sẽ đi theo hướng tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày mai, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển phía bắc huyện đảo Hoàng Sa. Cường độ bão là cấp 11, 12, giật cấp 14. Trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão vẫn đi theo hướng Tây, tăng tốc lên là 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 10, tâm bão sẽ cách đất liền Hà Tĩnh, Quảng Trị khoảng 150 km về phía đông. Cường độ giảm xuống còn cấp 9, giật cấp 11. Sau đó thì bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là từ vị tuyến 15 đến 20 độ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 117,5 độ Đông. Hiện tại Quảng Trị thì trời đã có nắng, mực nước tại các sông trong tỉnh cũng đã xuống khá nhiều trừ sông Kiến Giang. Nhiều vùng trũng khác như là tại huyện Lệ Thủy hay là Quảng Ninh thì nước vẫn rút rất chậm. Nhiều người dân vẫn phải tránh trú tại những điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa hoặc là trụ sở cơ quan. Ở đây thì người dân vẫn được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm. Nếu như thời tiết thuận lợi thì dự kiến 1 đến 2 ngày tới bà con có thể trở về nhà. Mất điện, mất nước rồi thiếu hụt thức ăn bị cô lập bởi nước lũ. Với những bệnh nhân đang điều trị trong vùng tâm lũ thì tình cảnh càng khó khăn hơn gấp bội. Nguy hiểm tính mạng thì luôn rình rập, trong khi trang thiết bị của các bệnh viện đều chìm sâu trong nước lũ. Trong lúc này họ chỉ biết trông chờ hoàn toàn vào sự xoay sở của các y bác sĩ. Phản ánh của phóng viên Hồng Phong đang có mặt tại vùng tâm lũ Quảng Bình. Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Hôm nay nước đã rút gần hết. Từ chiều qua đến giờ, với quần đùi áo phong, bác sĩ Phạm Văn Công, giám đốc bệnh viện, cùng với đội ngũ y bác sĩ dọn dẹp bùn non và đống đổ nát. Tầng 1 của bệnh viện ngập gần 2 mét, nên hệ thống máy chủ, hệ thống điện, nước, máy giặt và nhiều thiết bị y tế đã bị hư hỏng. Đặc biệt, cả 3 chiếc xe cứu thương đã bị hư do ngập nước. Bệnh nhân chen chúc ngột ngạt. Nên em bệnh viện xác định là bây giờ cố gắng hết sức giải quyết ngay tại chỗ, bằng mọi khả năng điều kiện hiện có, chứ không có cách gì để đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Cho nên trong mấy ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã mổ 3 ca để tại bệnh viện. Bà Diệu và con gái nhập viện ngay trước lúc lũ về. Những ngày qua hai mẹ con bà đã sống trong tâm trạng âu lo. Giờ thì niềm vui đã trở lại vì đứa cháu của bà đã hạ sinh an toàn. Chị em trong phòng giúp đỡ nhau nè, phải đưa lên từng hai được. Nhà chờ đang mổ trong lúc là mất điện. Chưa từng có trong lịch sử là cái khoa này lúc và khi nước tràn vào ở đấy thì tất cả những cái bệnh nhân đấy đang đau bụng và chuyển ra. Thì khi chuyển ra thì là bệnh nhân phải vừa đau bụng nhưng vừa phải chuyển lên từng hai. Hiện nay quanh khu vực bệnh viện vẫn còn ngập trong nước, xe cứu thương chưa thể di chuyển được nên việc đưa bệnh nhân chuyển tuyến hết sức khó khăn. Trang thiết bị y tế quan trọng bị hư hại khá nhiều. Bởi vậy, 200 con người ở đây hiện đang chờ sự tiếp tế kịp thời.